Mặc dù bàn ghế này không phải là kim cương, không phải là hộp tròn kim cương, nhưng sự lấp lánh chiếu vô cùng với sự tác động ánh sáng từ môi trường khác nhau sẽ tạo ra sự lấp lánh phản chiếu từ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại, ánh sáng bóng từ vàng hồng Rogol, kỹ thuật máy móc, kỹ thuật của thợ chuyên nghiệp tạo ra được sự tỉ mỉ, tinh tế và hoàn hảo. Bên trong là hai chữ BT. BT này là viết tắt tên của vị khách hàng. Và nếu như quý khách muốn những cái biểu trưng khác hoặc là ký hiệu khác, họa tiết khác thì đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân cá nhân hóa sản phẩm đó đúng theo nhu cầu cũng như sở thích và cảm xúc của quý khách. Còn trên phiên bản của Kỳ Lân là vành tròn ngoài này, vòng tròn này được Kỳ Lân đến full những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn đưa vào. Bên trong logo Vương Miện thì có 3 viên kim cương hột xoàn. Trên chữ BT này thì xung quanh chữ BT này sẽ có những viên kim cương, và những viên kim cương này được đặt trên những khía tia sáng, tạo ra những khía hiệu ứng tia sáng giống như là ngôi sao lấp lánh gì đó. Nên là mặc dù vàng không mà kết hợp với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên kim cương trên này thôi, nhưng mà cái logo huy hiệu này, cái cúc huy hiệu này vô cùng giá trị và đẹp.